Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1542, hai cây kim thanh mai 250k bao ship toàn quốc. Rồi 250k bao ship toàn quốc, đầu tiên là chai trà xanh nè. Bây giờ xách lên từ cây quay cho quý vị nè. Cái đế nó đây nè, cái tàn nó vậy nè. Đó. Ha. Rồi nha, một cây nha. Rồi vậy đi, về chơi tầm tạm đi. Cây này cây thứ hai nè, hơi nó hơi nghiêng vô, về mình trồng mình chỉnh lại ha. Rồi 250k là hai cây bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, mua là cứ 250 là cứ về tới nhà luôn, khỏi tốn chi phí gì nữa chờ. Rồi xuống đi Bi ơi.